Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ gửi tới quý vị, các bạn những cái ý cơ bản nhất trong phần tri thức ngữ văn bài 8 Đất nước và con người, truyện theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 bộ sách Trên trời sáng tạo. Đất nước và con người. Yêu cầu cần đạt: nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện, nhân vật, câu chuyện, người kể chuyện, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật. Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác phẩm truyện muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. Phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. Nhận biết và phân tích được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ James Sen liệt kê. Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch, chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật. Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự, tác phẩm kịch. Biết trân trọng vẻ đẹp của quê hương, yêu đất nước, con người Việt Nam. Phần tri thức ngữ văn cụ thể như thế này: câu chuyện là sự việc, chuỗi sự việc xảy ra trong đời sống liên quan đến một hoặc một số người nào đó. Câu chuyện thường có khởi đầu, diễn biến và kết thúc. Thông điệp của tác phẩm văn học là điều mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua hình tượng, nghệ thuật. Đó là ý tưởng quan trọng nhất, là bài học, cách ứng xử mà văn bản văn học muốn truyền đến người đọc. Tư tưởng của tác phẩm văn học là nhận thức, quan niệm, thái độ, cách lý giải về các vấn đề đời sống và khát vọng của tác giả được thể hiện trong tác phẩm. Tư tưởng của tác phẩm được thể hiện sinh động qua nhiều yếu tố, đề tài, chủ đề, thế giới hình tượng. Đặc điểm tính cách, nhân vật là những nét riêng về ngoại hình, hành động, tình cảm, tâm lý, ngôn ngữ, vân vân của nhân vật, giúp phân biệt với nhân vật khác. Khi đọc truyện, người đọc có thể nhận biết đặc điểm, tính cách, tư tưởng, tình cảm của một nhân vật qua lời của người kể chuyện, qua hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật hoặc qua nhận xét đánh giá của nhân vật khác về nó. Người kể chuyện, một vai được tác giả tạo ra, đảm nhiệm việc kể lại câu chuyện trong văn bản truyện. Người kể chuyện có thể là nhân vật hoặc không, có thể dùng các điểm nhìn khác nhau. Điểm nhìn là vị trí của người kể chuyện trong tương quan với câu chuyện. Tùy trường hợp, câu chuyện có thể được kể theo điểm nhìn từ ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất. Điểm nhìn của người kể chuyện hoặc điểm nhìn của nhân vật, xưng tôi hay không xưng tôi. Điểm nhìn cố định hay dịch chuyển, thay đổi, có thể phân biệt điểm nhìn ngôi thứ nhất với điểm nhìn ngôi thứ ba như trong hình sau. Điểm nhìn ngôi thứ nhất, tôi là nhân vật trong truyện. Điểm nhìn ngôi thứ ba, họ là nhân vật trong truyện. Điểm nhìn ngôi thứ nhất, người kể chuyện ngôi thứ nhất, Hạn Chi, là một nhân vật trong truyện, xưng tôi. Điểm nhìn ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ ba, thường là Toàn Chi, không phải nhân vật trong truyện, không xưng tôi. Biện pháp tu từ James Sen. James Sen là biện pháp chêm vào một câu. James Sen là biện pháp chêm vào câu một từ. James Sen là biện pháp chêm vào câu một từ, một cụm từ, một câu, thậm chí một chuỗi câu để bổ sung thông tin cần thiết hay bộc lộ cảm xúc. Thành phần chêm sen thường đứng sau dấu phẩy, dấu gạch ngang hoặc được đặt trong ngoặc đơn. Ví dụ, cô bé nhà bên mở ngoặc đơn, có ai ngờ đóng ngoặc đơn, cũng vào du kích. Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn, mở ngoặc đơn, thương, thương quá đi thôi, đóng ngoặc đơn. Trích trong bài thơ Quê hương của Giang Nam. Biện pháp tu từ liệt kê. Liệt kê là biện pháp sắp xếp nối tiếp các từ, các cụm từ cùng loại để diễn tả những khía cạnh khác nhau của thực tế, của tư tưởng, tình cảm, đồng thời tạo ấn tượng mạnh về hình ảnh và cảm xúc cho người đọc. Xét về cấu tạo, có kiểu liệt kê theo từng cặp và kiểu liệt kê không theo từng cặp. Ví dụ, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả
tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hồ Chí Minh, tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, đó là liệt kê chữ in đậm. Một chiếc giường đơn, một ngọn đèn Hoa Kỳ trên chiếc chõng tre, bộ ấm tích, điếu bát, tất cả đều là liệt kê trong một cái đoạn trích tác phẩm của nhà văn Bảo Ninh. Xét theo ý nghĩa, có thể phân biệt kiểu liệt kê tăng tiến và liệt kê không tăng tiến. Ví dụ, treo ôi, dì hảo, khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Nam Cao, khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Đó là liệt kê những chữ in đậm. Thổ, ta nhớ đây là ngôn ngữ của người ở vùng đồng bằng Bắc Bộ những năm trước cách mạng. Và cái chữ thổ này nó có nghĩa là nôn, là ói mửa. Mặc dù ông xuống kiềng cùng với một nhóm khá đông trợ lý và trinh sát, mặc dù ông cũng trang bị và nai nịt như mọi người, tiểu liên AK, dép đúc, mũ cối, áo lính Tô Châu, nhưng trong bóng rừng nhập nhoạng, tôi vẫn nhận ra ông ngay. Trích trong một tác phẩm của nhà văn Bảo Ninh. Tác phẩm này Thanh Tùng diễn đọc đã đọc cho các bạn rồi. Đó là Giang của Bảo Ninh. Cũng chính trong cuốn sách này, ta có thể tìm bằng cách gõ Giang Thanh Tùng diễn đọc trên YouTube. Thì ở đây có AK, dép đúc, tiểu liên AK này, dép đúc, mũ cối, áo lính Tô Châu là liệt kê. Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.